em có tìm hiểu về các trung tâm khác, họ sẽ thiên về luyện đề nhiều hơn chứ không chú trọng vào giao tiếp tự nhiên như là Wall Street English đã làm. Giáo trình học qua sức cơm là một cái phương pháp rất là tốt, tại vì liên quan đến những cái tình huống mà mình gặp trong cuộc sống. Em đã được hướng dẫn rất nhiều từ giáo viên bản xứ, họ sử dụng 100% tiếng Anh. Cố vấn đã giúp cho em rất là nhiều trong việc họ sắp xếp lại thời gian cho em. Wall Street English đã mang đến cho em sự tự tin, giúp cho em cải thiện rất là nhiều về điểm số tại trường. Em đã có tự tin hơn để mà thuyết trình bằng tiếng Anh, hiện tại là đến cấp độ 17 á, thì em có thể giao tiếp những cái chủ đề liên quan đến kinh doanh cũng như là các chủ đề mang tính học thuật nhiều hơn. Trước đây em nghĩ là học tiếng Anh thì chỉ để phục vụ cho việc học và lấy bằng, nhưng bây giờ thì em nghĩ rằng học tiếng Anh không chỉ phục vụ cho hai mục đích đó, mà nó có thể giúp cho mọi người xung quanh mình nè, đồng thời nó cũng có thể giúp mình mở ra những nhiều cánh cửa hơn, ta bước ra thế giới bên ngoài. Và các bạn đang có mong muốn tìm một nơi có thể phát huy được khả năng giao tiếp của mình thì các bạn nên chọn trung tâm Wall Street English. Tại đây thì chúng ta có thể giao tiếp trực tiếp với giáo viên bản ngữ, và đồng thời chúng ta cũng có cơ hội để tiếp thu những kinh nghiệm trước khi mình bước ra môi trường làm việc thật sự ngoài đời. Và đồng thời á thì các bạn cũng có thể có khả năng để cải thiện được tư duy tiếng Anh của mình trong tương lai. Chọn Wall Street English, tự tin nói tiếng Anh.